các bạn thân mến, hôm nay mình trực tiếp đóng hàng Cao Bồ Phết này. Đây mình đã đóng được một số chai đây rồi. Đây là cái Cao Bồ Phết mình mới nấu ngày hôm qua. Hôm nay đem đóng chai, hôm nay nhân viên đi vắng, ông chủ phải ngồi đóng, vất vả lắm. Ôi, bây giờ lại phải làm tiếp đây, khách hàng đặt rồi. Mình tháo qua cái vòi nước này để cao chảy vào chai. Và khi nào nó chảy đến gần đầy thì mình khóa cho nó chảy thật nhỏ. Và khi nó đầy là mình khóa lại. Và đóng hết gần này chai cũng mất gần một tiếng đồng hồ đấy. Đây là mình đã đóng được một chai. Và sau đó mình lắp cái vòi này vào là xong. Và tí nữa mình sẽ lắp vòi sau. Thỉnh thoảng phải khuấy lên một tí để cho nó thoáng đấy. Đây, cao của mình rất là đẹp, thơm lừng. Cái này mà gội đầu thì tuyệt vời. Các bạn nữ mà gội đầu bằng cao của mình thì chắc chắn một điều là sau một tháng tóc óng mượt đẹp tuyệt vời. Đây là cái quy trình đóng chai mình giới thiệu qua cho các bạn thấy. Đây, cao của mình rất đẹp. Hôm nay khá vất vả thì giới thiệu như vậy thôi. Chào các bạn.